Chào các bạn. Hôm nay là một chiều cuối tuần thì anh em chúng tôi lại tiếp tục đi câu cá. Nói chung là đi Được chơi rồi, khám phá, tại vì là đây cũng anh ở nhà không là anh câu? một nơi mà mới đến Ngoài lần kia câu hả? đầu. Là cũng đi thử không biết là có hay không, nhưng mà thử cho biết thế thôi. Đây các bạn, đây nguyên là ngày xưa là rừng nguyên sinh, nhưng mà sau quá trình khai phá thì bây giờ là nó các cái gốc cây nó vẫn còn ở dưới dưới lòng hồ, gọi lòng hồ dưới suối rất là nhiều, có những gốc cây rất là to vẫn đang còn đứng trên nước mà nó không bị làm sao. Đây kia là núi rồi, là rừng rồi. Sắp tới tôi sẽ đi 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 vào rừng tìm phong lan. Ở đây có rừng chắc chắn là sẽ có phong lan. Và tôi cũng đã từng tìm được phong lan rồi, nên là bây giờ chuyển đến địa điểm mới nên là sẽ thử xem khu vực này có hay không. Hy vọng là gặp phi điệp tím. Chưa thấy đường xuống. Vừa mới nhìn thấy một khúc gỗ các bác ạ. Cái này có thể làm lũa ghép lan được đấy. Thử xem. Đúng. Đúng là cái này có thể làm lũa ghép lan được đấy. Có thể lấy cái này về làm lũa ghép lan được. Tôi sẽ đưa cái này về làm lũa ghép lan. Và hôm sau sẽ có tác phẩm để giới thiệu với các bác. Cây đổ, cái này là cái gì? Cây thì tôi không rành lắm, không biết là cái gì. Cái này có một ủng to, ủng này khả năng là câu được đây, sâu, nước sâu. Địa điểm câu mới, không biết có ăn thua gì hay không. Núi đá có nhồi đây này, có ốc nhồi không? Có này. Bắt đi, có nhiều không? Ôi không được, không ấy đâu mày. Nhưng mày xuống đây không lần là... Làm sao? Xuống chỗ cầu lấy cái bát xúc. Cá to, các bạn ơi. Rô phi đẹp thế, ui.
Lần đầu tiên mà được cắt to này. Ôi. Ôi. Cá này không phải là cá nuôi đâu nha các bạn nhé. Đây là hồ tự nhiên thiên nhiên này, này. Suối nó hình thành đấy, suối chạy xuống kia kìa. Ấy. Ấy anh em vào hôm nay lại mà gặp may lại được gặp một con cá to. Không khéo lại còn con nữa ấy. Con này bà con đi nãy không? Ừ, ê, có cần phải vớt không? Ui giời, ui giời. cũng được đấy, cũng khá đấy. Ui giời, chưa mất mồi luôn. Em đi muộn bật nhá. Tục em thứ ba. Ui giời, ui giời. Cong hết cả cần. Câu được nó phi. Đây là kết quả của chiều hôm nay. Anh em đã giật được 3 con cá to. Kẹp với mía nướng. Trời gần tối rồi. 4 con nhưng bà thả mất con. Lỗi của em. Trời gần tối nhái em rồi. Mà chưa được về. Con gì nhiều nhỉ? Muối à? Không phải con gì. Ôi giời, quay phim cho bánh luôn à? Vâng. Các bác đi làm nghỉ lán ở đây à? Ừ, nghỉ lán đây, tắm gì ở đây. Không về à? Đi tắm à? Nhà ở đâu các? Nhà ở ngoài Thanh Hóa cơ. Ngoài Ngọc Lạc cơ. Ờ, mà anh Ngọc Lạc xuống đây đi chặt mía. Làm sao đấy ạ? Chặt một ngày được nhiều tiền không? Nghèo lắm con ơi, một ngày được 100 hơn 100 cái thôi. Thế được không? Báo hay là công an ở đây? Không, một cháu người dân ở địa phương ở đây thôi, đi chơi. Anh em rủ nhau buổi chiều đi câu tí, vào trong rừng rú. Đi câu. Kiếm miếng muối đi cơm. À trong trong lán cô có muối không cô? Có đấy. Cho bọn cháu xin ít đấy. Phải đấy mà xin. Vào xin vào đây. Dạ. Chút cháu vào cháu xin ít. Cứ có 3 con là cả buổi ạ? Vâng. Có tí bọn cháu đi câu 30 phút. Thế là quay luôn, ăn luôn. Quay luôn. Giải quyết luôn. Các cô mời cơm chưa? Chưa, các cô vừa đi làm về răng, chuẩn bị đi tắm rồi. Giờ mới chuẩn bị đi nấu cơm à? Đi, vào ấy đi. Vào cái muối đi, tối. Không phải là gạo đâu, lấy nhiều cô. Từng này là được rồi. Muối hạt nêm thì chính của cô, mấy lọ luôn. Tối quá, bây giờ tối quá rồi. Đây là các cô các bác đi làm xa không về được nên là chặt mía tận trong rừng sâu, tối ở lại đây cũng vất vả, không có điện, không có sóng điện thoại, không có sóng điện thoại nên xin ít muối nào. Anh ơi, cho em xin tí xúc nào. Muối được 3 con. Cho cháu xin tí muối. Cho ba con là nó ăn luôn à? Nướng. Vâng ạ. Tướng là không ăn thì cá khô thôi. Nướng à? Cái là có mưa nhà sẽ á cày á bà mẹ hôm kia ăn cuối nha. Hậu như là cái dùi chứ lợ. Cái cú vậy mà nhà mình có mối cú mối phả. Cái mối cú mới bán là mới. Sẽ ăn chơi mới. Cũng được quán ăn chơi xếp. Bây giờ mình đâu ăn được cô? Nghe mùi tanh lắm. Được chưa? Tanh. Được rồi, nhiều quá. Thôi được rồi, cảm ơn cô, cảm ơn cô. Hay là có súp không nhỉ? Súp hạt nêm không? Lấy hạt nêm đi. Hạt nêm á? Mì chính hả? Hạt nêm khác chứ. À, cho tí hạt nêm được. Bột ngọt. Lấy bột ngọt có bột nêm. Hạt nêm. À đây, cho cháu tí. Cất đi tí nè. Tí cái này. Mà lấy bỏ vào cái bát đi. Không cần đâu. Sao mà khổ sở thế ra bát bê rồi đó. Không lấy vào được thì để bữa. Còn kéo xuống lại đụng phát lại. Xin lần nữa là không cho đó. Được rồi cô ạ.
thêm tí muối nữa. Tí mì nữa, tí muối nữa nha. Vâng. Trời ơi, ăn cho mặn cho lắm vào. Ăn mặn vào được gì không cô? Sinh con trai à? Sinh nhiều thứ. Sinh nhiều thứ. Rồi, cảm ơn cô nhé. Tác phẩm này các bạn ơi, xin được một bát muối. Và đây là cá. Tối quá rồi, phải mở đèn xe máy lên, phải mở đèn xe lên. Mai vào câu cho các bạn ít. Cá thì mai mùi thoải mái run cho cái câu mà lúc có mà. Mai đi không? Mai buổi trưa. Buổi trưa? Chiều về được đâu nữa. Cứ để im đi, đừng có đợi nhiều quá nữa. Chín rồi đấy, bỏ ra đi. Thôi cho ra đi. Được chưa? Ui giời. Được sáng à? Không, được. Thơm nhé, cá nướng thơm. Công phức rồi. Cá cũng nướng mía, gà cũng nướng mía. Ui dồi. Ui dồi. Nóng. Ngon lắm các bác. Mời các bác nhau. Giòn thơm. Tuyệt vời, mời các bác nhé. Ăn đi còn về. Thôi đi về thôi, xong. Đã xong. Ôi, về đến ngang đây gặp người dân, người ta đang đốt mía. Cháy rất là to như cháy rừng. Đốt mía để trồng vụ mới. Cái này mà nó lan vào trong rừng cháy rừng thật luôn như đấy, sắp lan rừng.